Tiếp tục con nữa các bác ơi. Ui, ui, ui. Được em xin tất lại to rồi. Tất lại to rồi. Đấy. Mình không rình ở đây. Đang ngồi ngó bên kia. Thế. Đấy. Đấy, chim đấy. Xin chào tất cả các bác, rất vui lại được gặp lại các bác. Đã 3 ngày nay em không lên rừng rồi các bác nhá. Hôm nay là phải khoác ba lô để lên rừng luôn. Đúng là nhớ rừng như nhớ con. Và thèm đồ đặc sản trên rừng như thèm gái. Như thèm gái. À như thèm vợ. Em nhầm mất. Vợ nghe thấy lại mắng chết. Thì em vừa đi theo đường lên, em có cái em quay mấy cái cảnh khu ruộng với kia với cả mặt trời các thứ, hoa lá cành cho các bác tận hưởng cái hương vị của núi rừng một chút. Hôm nay em đi đánh bẫy chim các bác nhé. Đánh bẫy ở cây quả. Thì cạm bẫy em đã để trong ba lô đây rồi, không lấy ra nữa. Lát nữa lên cây quả em sẽ lấy ra và giới thiệu các bác sau nhé. Khả năng lại dựa ở phiến đá này nghỉ chút quá. Khá đẹp. Xong rồi các bác nhá. Chim nhiều lắm đó xung quanh á. Em cài con sút này. Một phát này kẹp quý. Trên cây có chim gì đến ăn này. Nó vừa xung quang đây này. Nó vừa xung quang này. Mà con đi ăn. Em bơi gió nét xác đi để cho nó đến nó bơi nó ăn sút. Xong rồi chiều rồi các bác nhá. Chiều này em cắm quả luôn. Cắm quả luôn một cái bãi bới hết rác để cho nó đến bới run với quả là lấy rồi. Còn ba chiếc em đặt nốt. Em oánh xong rồi các bác nhá. Ngồi nấp gốc cây này để rình. Rình nó đến kia là em quay cho các bác xem. Tình phết đấy, không biết là có ổn không. Nếu mà nấp thật xa thì nó đến ngay, nhưng mà nấp gần thì không biết có ổn không. Đấy, ngay này các bác nhá.
Vùng này em đánh hai chiếc. Vùng dưới kia đánh hai chiếc. Dưới kia để hơi lấp. Nó đi ngủ trưa rồi sao các bác ạ? Ui lúc này là đến đông lắm thôi. Nó đến cái bên cạnh cái bẫy kia nó có một quả nó cứ nhặt ở đấy. Em lại cứ quay hai chiếc kia để muốn quay cận cảnh cho các bác xem nhưng mà nó cứ nhặt đấy. Thế là một chiếc ở bên kia sập ha, thế là nó bay hết. Nó bay nó vẫn bậu kìa, em lại cứ ngồi đợi không ra luôn con kia để xem nó có xuống nữa không, nhưng mà xong nó đi đầu hết rồi. Chắc đi nghỉ trưa rồi. Em nay lên đây muộn quá. Cái chiếc bên này nó bật phát nó dãy phanh 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 phanh. Nhưng mà em nó lấp cái cây em không quay được. Đây là, nó không vào mấy chiếc kia. Này, đặt chỗ này nó làm được mãi gì kìa. Này nó bật nó dãy phanh phạch cơ mà. Ui dồi ôi. Đúng đầu. Xả đúng đầu. Tí nữa con nào bật phát là đang dãy em chạy ra em quay cho bác xem. Không như này các bác lại bảo em là bắn đang mang đầy kẹp. Nhưng mà em ngồi bên kia em rình nên là bên kia nó cũng có, em không muốn chạy sang, nó sợ nó bay hết. Lấy rồi các bác ơi. Con thứ hai rồi. Ui giời. Đâu rồi? Được không nhỉ? Chưa à? Ui lắm quá, làm bài hết cả đi. Quái mày lăn đi đâu rồi? Đây các bác nhé, đánh trên này. Vừa mới tạch phát à. Ồ. Hay vào chân nó bay đi. Chết rồi. Em lại không buộc dây chứ. Chết ra gì. À đây. Ui giời, nó làm tận đây. Đấy. Vừa nghéo tu nghéo cánh vẫn rung rung à. Quặp cả chân ở đây. Con này đúng cổ. Hai chú. Ghê thật là lằn ạ. Ui đồng á, 3 4 con chạy sang bài hết. Đấy. Chưa chết hẳn à. Cánh vẫn rung rung. Dương lên. Ô kẹp cầm tay. Béo lắm các bạn ạ, loại này ạ. Rỉnh mãi được con thứ hai. Trưa nó ít đến ăn. Này phải tầm sáng sớm hoặc chiều tối nó mới ăn mạnh. Em lại dương lên nhá. Chiếc này được 2 con à. 4 chiếc bên kia chắc sẽ được con nào. Nó không đến chỗ đấy. Đến lúc nào mà em lại còn không biết đường mà quay. Chẳng thật à. Ui ui. Đấy. 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 Ghê, nó lật hàng mấy mét. Chả để ý cứ ngồi đấy. Thấy bạch phan mê chạy ra. Không quay được cận cảnh. Không để ý đâu. Đang ngồi dù ông anh vừa điện thoại xong. Đấy, làm bao nhiêu chim nó bay đi. Đây, vụt vào tóe máu cổ. Con này không phải chim đất, con gì ạ. Tụt vô con ru rồi. Tiếp tục con nữa các bác ơi. Ui, ui, ui. Được em chim đất lại to rồi. Đất lại to rồi. Đấy. Mình không rình ở đây. Đang ngồi ngó bên kia. Thế. Đấy. Đấy, chim đấy. Trời cho đúng cổ. Đấy.
quay đang ngáp thực tế, các bác lại bảo em bắn không lắp đây. Mỗi lần chưa rình được pha nào nó đến mổ. Đang trên đường về đây các bác ạ. Cả bẫy cả bắn được 9 hay 10 con gì đấy. Giờ là 2 rưỡi chiều, chờ đợi nữa. Tầm 3 giờ mới bắt đầu ăn mạnh, 3 giờ đến 5 rưỡi tối ạ. Nhưng mà lười quá, thôi về rồi. Đợi lúc trưa chả được con nào. Trưa nó nghỉ trưa nó chả đến ăn. Em vừa về đến nhà các bác nha. Nó đung đửa lên chất ít than và để lấy than nướng chim này. Nhà có hai bố con, nhà đi bé đi học vẫn chưa về đâu. Cho lốt món củi này vào để có nhiều than. Đấy, con gái em đi học về rồi đấy các bác ạ. Cháu năm nay học lớp 3. Con chào bố mình đi học về. Ừ, ngoan quá. Hôm nay học cô giáo có chấm điểm không? Không, hôm nay bố đi rừng bố có đánh được cái gì cho con không? Có, bố kia bố đánh bẫy được món chim kìa. Tí nữa bố nướng để ăn nhá. Ừ. Đi cất cà xanh đi. Chim làm lông sạch sẽ hết được bác nha, thui vàng rồi. Bắt đầu cho vỉ kẹp để nướng rồi. Than đẹp lắm rồi. Này nhà nướng bằng vỉ. Úi giời ơi, than đỏ rực. Các bác nghe thấy tiếng gì không ạ? Mỡ dẻo đấy. Thơm lắm rồi. Mùa này cái chim với cả động vật nó rất là béo nhỉ. Mùa đông nó tích mỡ. Mà cái mỡ động vật thì nó thơm cực kỳ luôn. Quá chất lượng. 2, 4, 6, 8, 10, 11 con. Rồi em hãy dở phát ạ. Vàng lắm rồi các bác nha. Chật thật. Ui, mỡ của nó. Con gái em sở trường tương ớt các bác nha. Còn đây là nước chấm của bố cháu. Con lấy bát để nước chấm của con đi. Dạ. Chín rồi bác ơi. Ui giời. Như vậy là em đã bày xa xong hết rồi. Chỉ tiếc là em đã giấu cái chân máy quay ở trên rừng. Nó nặng quá. Thế là không đem về, bây giờ không có chân mà dựng máy nữa rồi. Rồi, xin mời các bác nhé. Em vừa xé hai cái miếng ngực to to cho con gái của em này. Cháu mời các bác. Ăn đi. Quá ngon. Đúng như con gái này buộc tóc ghê thế. Ngọt không? Rồi em vừa xé mấy mảnh ngực. Mời các bác nha. Ủa xùi. À, con gái chấm tương ớt, con bố chấm cái này cơ. Ui. Quá xa. Xin mời các bác nha. Siêu ngọt. Rồi vậy thôi, bố con em lại xin chào các bác thôi. Con chào các bác nhé. Con chào các bác. Để bố con ăn hết cái mâm này.